Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel YouTube Love to Grow, thế giới công nghệ, và lại Lenovo IdeaPad Slim 5, một con máy sở hữu Ryzen 7 8845HS, một con CPU rất mạnh và thậm chí là mạnh hơn cả Core Ultra 7 155H trong cái tầm giá hơn 21 triệu này anh em ạ. Mà trong cái tầm giá này thì đào đâu ra Core Ultra 7 155H hả anh em? Thế mà con CPU này nó mạnh hơn mà nó ăn ít điện hơn kinh khủng luôn anh em ạ. Và clip này chính là clip test hiệu năng cái chiếc laptop này anh em nhá. Mình sẽ đi test nhanh qua hiệu năng và đánh giá nhanh qua cho anh em về hiệu năng của laptop này, nó rất xứng đáng lựa chọn cho tầm giá, đặc biệt là cho những bạn làm văn phòng, sinh viên có nhu cầu kiểu giải trí nhẹ nhàng cái thứ, hay là học những ngành kiểu liên quan đồ họa 2D nhẹ nhàng ấy, thì cái con laptop này cũng có thể gánh được tốt cho anh em luôn. Vậy thì cụ thể là sao, hãy cùng mình đến với clip test hiệu năng combo cấu hình Ryzen 7 8845HS ở trên IdeaPad Slim 5 2024 trong video này nhé. Bắt đầu thôi. Trước tiên thì mình xin phép anh em là cái bài review của mình về chiếc Lenovo IdeaPad Slim 5 phiên bản 2024 này mình đã có sẵn ở trên channel YouTube Laptop World rồi. Nếu anh em chưa xem thì mình sẽ gắn link ở bên phải phía trên này anh em nhé. Chúng ta có thể nhấn vào đó để cập nhật thêm về cái bài review của mình. Trong đó mình cũng đã nói khá là chi tiết về chiếc laptop này, về những cái trải nghiệm của mình về em máy này rồi. Một con máy mà phải nói là rất xứng đáng trong cái tầm giá khoảng 21 triệu. Về cấu hình, kể cả về hiệu năng, video này mình sẽ nói chi tiết hơn anh em nhé. Và link của nó thì ở bên dưới phần mô tả của video này, dành cho anh em nào muốn tham khảo về thông số cấu hình, về mức giá tại thời điểm anh xem video thì nhớ nhấn vào link bên dưới mô tả anh em nhé. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với cả cấu hình của chiếc laptop này trước khi tới với cái bài test hiệu năng. Ở đây chúng ta sẽ có một con AMD Ryzen 7 8845HS, một cái phiên bản CPU 8000 series rất mới của nhà AMD, hiệu năng rất ngon luôn anh em ạ. Bên đó anh em sẽ có sẵn là 16GB RAM LPDDR5 với lượng băng thông tới là 6400MHz. SSD sẽ là 512GB và có thể nâng cấp được. Và card đồ họa tích hợp sẽ là Radeon Graphics 780M. Với cái phiên bản card đồ họa tích hợp thì mình nghĩ đây là một trong những phiên bản card đồ họa tích hợp mạnh mẽ nhất của nhà AMD thì hiện tại rồi đúng không anh em. Chưa nói đến những phiên bản RDNA3 sắp tới chúng ta sẽ được trên tay và trải nghiệm thì hiệu năng của nó sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng mà thời điểm hiện tại để mà có hàng trên tay thì đây là một trong những phiên bản card đồ họa tích hợp rất mạnh mẽ trong ta rồi anh em ạ. Phần test hiệu năng thì cụ thể ra sao, bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với cái bài test đầu tiên là bài test về CPU Cinebench R23. Mình khá là bất ngờ khi mà cái chiếc laptop này nó sẽ chỉ đi cùng trong ta cục sạc công suất là 65W mà thôi. Một cục sạc phải nói là rất là khiêm tốn đúng không anh em, rất nhỏ gọn và khiêm tốn. Khi mà mình chạy cái bài Cinebench R23 Multicore ấy, cái con Ryzen 7 8845HS này nó chỉ ăn có vỏn vẹn là 35W điện thôi anh em ạ. Và nhiệt độ đưa ra trong ta chỉ có khoảng hơn 70 độ C mà thôi. Nó chưa chạm tới ngưỡng 80 độ C cho bài Multicore nữa. Trong khi đó chúng ta nhìn sang những con CPU Core Ultra đi, 65W điện rồi là 80W điện, thậm chí là tới 100W điện đi. Ừ thì lên 100W điện thì hiệu năng mình không nói, nhưng mà khoảng 65W điện đi. Nhiệt độ lúc này nó lên tới khoảng độ 95-100 độ C, thậm chí hơn 100 độ anh em ạ, trên Core Ultra nhá. Trong khi đó trên con Ryzen này hơn 70 độ C cho 35W điện mà thôi. Chúng ta sẽ có hiệu năng như thế nào với bài Multicore đưa ra chúng ta được tới là hơn 14.200 điểm anh em ạ. Trong khi đó với một con Core Ultra 7 155H ăn vào mức điện năng tối đa là khoảng 65W điện thì hiệu năng của nó đưa ra trong ta chỉ vào khoảng độ 12-13.000 điểm, gần 13.000 điểm thôi. Thậm chí là mạnh hơn một chút thì khoảng hơn 13.000 điểm. Ở đây nó là hơn 14.000 điểm cho cái mức điện năng tiêu thụ thấp hơn tới gần một nửa. Phải nói là nó tối ưu hiệu năng trên điện năng tiêu thụ là rất tốt với nhà AMD, đúng không anh em? Ở đây thì với con Ryzen 7 8845HS này chúng ta sẽ có là 8 nhân thuần hiệu năng cao và xung nhịp turbo tối đa 5.1GHz thì có thể anh em đã nắm được rồi. Nhưng mà về cái hiệu năng của nó đưa ra cho mình với bài Multicore thật sự là mình khá sốc anh em ạ. Và cái điểm số đưa ra cho chúng ta cụ thể với bài Cinebench R23 Multicore sẽ là 14.272 điểm. Single core thì có thể thấp hơn một chút, nó sẽ chỉ là 1.755 điểm mà thôi. Nó cũng phải nói là đơn nhân thì nó cũng phải nói là tương đồng với cả một con Core Ultra 7 đấy. Không anh em, có thể Core Ultra 7 sẽ vào khoảng độ xấp xỉ 1.800 thì ở đây là 1.755 đúng không nào? Nó khá là tương đồng. Nhưng mà với đa nhân nhá, con Ryzen 7 8845HS này nó làm quá tốt trong cái mức điện năng tiêu thụ chỉ có khoảng vỏn vẹn 35W này, thật sự là khiến cho mình khá bất ngờ. Tiếp theo thì qua tới bài test firmware, mình test nhanh qua một chút về con 780M này thôi. Thì với firmware ở preset Full HD, Full Screen 1920x1200, chúng ta sẽ có cái mức FPS dao động trong ngưỡng khoảng 27-28 FPS. Cho cái mức điện năng tiêu thụ tối đa ở trên 780M cũng sẽ là 35W điện. Và nhiệt độ đưa ra cho chúng ta thì nó rất là dễ chịu một thôi, hơn 60 độ một chút anh em ạ. Rất là mát, rất là dễ chịu và thậm chí là quạt không ồn, bề mặt không nóng anh em nhé. Rất là dễ chịu mặc dù ở trong mức tiêu thụ tối đa luôn đấy. Và mình có chạy qua thử cái bài benchmark P1080 nữa thì nó mang lại cho chúng ta lên tới là hơn 1.800 điểm, rất là cao anh em ạ. Hơn 1.800 điểm cho một phiên bản card đồ họa tích hợp là rất cao anh em nhá. Và thậm chí là nó tiệm cận với cả một con RTX 2050 cho mức điện năng tiêu thụ vào khoảng độ 35W điện. Nếu mình nhớ không nhầm thì với một con RTX 2050 ăn vào khoảng độ 35W điện
cái mức điểm số P1080 của nó ở cùng bài test này nó là tương đồng với cả con Radeon 7800 này. Hiệu năng của nó bây giờ là gần bằng một con card đồ họa rồi đấy, đúng không anh em? Tuy nhiên thì đấy chỉ là cái đánh giá trên một cái phương diện nào đó 2D nhẹ nhàng thôi, đúng không anh em? Còn vào những tác vụ sử dụng thực chiến thực tế thì có thể là nó sẽ thua ở những con 2050 từ những cái nhân xử lý, từ những cái công nghệ khác, đúng không anh em? Thì đó, bây giờ thì mình sẽ cùng vào tác vụ sử dụng thực tế ở đây, đấy chính là chơi game anh em nhé. Tựa game đầu tiên mà chúng ta lựa chọn sẽ là tựa game Counter Strike 2. Với độ phân giải màn hình là Full HD và setting Full 2 thì chúng ta sẽ có cái FPS dao động trong ngưỡng khoảng hơn 60 đến hơn 70 FPS, thậm chí có những lúc drop xuống còn khoảng độ 50 FPS anh em ạ. Nhưng mà anh em đừng quên là đây là một cái mức setting mà thậm chí nó làm khó cả những cái phiên bản laptop gaming có card đồ họa rồi. Thì ở trên đây nó cho chúng ta FPS như thế đủ chơi, đúng không anh em? Hơi giật. Thì mình có giảm xuống tất cả setting low, độ phân giải vẫn giữ ở Full HD nhé, giảm tất cả xuống setting low. Lúc này chúng ta vọt một phát FPS lên tới khoảng độ hơn 90 đến hơn 100 FPS luôn. Và lúc này chơi rất mượt trên Counter-Strike 2 anh em ạ. Anh em đừng nghĩ là Counter-Strike 2 bây giờ nó nhẹ như kiểu là CSGO ngày xưa. Counter-Strike 2 bây giờ nó rất mạnh, nó rất nặng anh em nhá. Và nó ăn tài nguyên rất kinh. Thì nó cho chúng ta FPS như thế trên một phiên bản laptop có card đồ họa tích hợp, và thậm chí là một con Ultrabook ăn vỏn vẹn có 35W điện. Thì phải nói là cái khả năng tối ưu hiệu năng trên điện năng tiêu thụ của CPU AMD bây giờ là rất tốt, đúng không anh em? Và có thể quẩy được mượt cả Counter-Strike 2. Tiếp theo thì mình có qua tới Valorant. Valorant thì mình có thử để lên max setting, tức là Full 2 luôn. Độ phân giải màn hình vẫn sẽ là Full HD thì chúng ta sẽ có cái mức FPS dao động trong ngưỡng khoảng độ hơn 106 FPS anh em ạ. Nó vẫn sẽ là đủ mượt mà cho một cái màn hình 60Hz của chiếc laptop này, đúng không anh em? Tuy nhiên thì đấy là với max setting, nhưng mà mình thấy là người dùng thì chẳng mấy ai mà cần chơi FPS mà lại để lên max setting để mà cho nó giật, để mà thi thoảng gặp những tình huống giao tranh căng thẳng nó drop FPS làm gì. Và mình có thử giảm hết setting về setting medium và vẫn sẽ để màn hình là Full HD, thì lúc này FPS cao hơn đáng kể luôn, lên tới khoảng độ 180 đến 200 FPS đấy anh em ạ. Rất là mượt mà chúng ta có thể quẩy thoải mái luôn trên cái tựa game Valorant này ở độ phân giải màn hình Full HD. Và nếu như mà anh em giảm về setting low nữa nhá thì mình nghĩ lúc này nó còn mượt hơn nữa cơ, và gần như là không có drop FPS gì nữa luôn. Lúc này nó sẽ rất là mượt mà chúng ta có thể tha hồ quẩy phone game Valorant ở trên cái chiếc laptop này, mặc dù là card đồ họa tích hợp đấy anh em ạ. Rất là ghê gớm đấy, đúng không anh em? Và đó là hai tựa game FPS khá là phổ biến và rất nhiều anh em lựa chọn để chơi. Nãy mình có đao thử thêm cả FC Online nữa cơ, nhưng mà không hiểu sao hôm nay đường truyền bão, cái thứ đường truyền có vấn đề thì phải. Đao rất là khó và không thể đao được. Mình mất cả buổi trưa, mất mấy tiếng đồng hồ mà đao về chỉ được có hơn 20% thôi, cho nên mình quyết định là hủy. Nếu anh em thực sự muốn chơi tựa game FC Online đấy thì mình nghĩ là có thể thoải mái để max setting luôn trên cái chiếc laptop này. Max setting nhá, độ phân giải Full HD và tất cả setting 2, thoải mái 60 FPS. Ok, đấy là FC Online. Tiếp theo thì mình có quẩy qua thử cả PUBG nữa. PUBG thì mình bắt buộc phải giảm về setting very low, vì đây một con game phải nói là ăn đồ họa tài nguyên rất là kinh. Thì chúng ta sẽ có cái setting sẽ là very low ở độ phân giải Full HD này. FPS đưa ra cho chúng ta sẽ dao động trong ngưỡng khoảng độ 70 đến 110 FPS. Đó, có một cái phổ dao động FPS rất là rộng, bởi vì đây là card tích hợp mà anh em. Thì mỗi một cái tình huống khác nhau, ví dụ trong nhà thì FPS nó sẽ cao hơn, ngoài trời thì cái bối cảnh nó sẽ rộng hơn rất nhiều và sẽ có rất nhiều những chi tiết, thì lúc này FPS nó phần nào nó thấp hơn một chút, vào khoảng độ 70 FPS, nhưng mà vẫn không phải là quá thấp. Trên 60 FPS có thể quẩy PUBG một cách thoải mái rồi. Trước mình vẫn có thể chơi được mà hơn 1700 giờ chơi PUBG mà anh em. Thì với cái tựa game này nhá, nó vẫn cho mình một cái trải nghiệm chơi đủ mượt, đủ tốt ở mức setting very low anh em ạ. Đó là PUBG. Nói chung là với cái combo này trên card đồ họa tích hợp thì mình nghĩ là nó đã quá đủ mạnh mẽ cho rất nhiều nhu cầu học tập của anh em rồi. Và cái quan trọng là gì? Một cái trọng lượng quá nhẹ anh em ạ, hơn 1,4 cân mà thôi. Màn hình OLED đẹp, điện năng tiêu thụ thì rất thấp, khả năng tiết kiệm pin tốt, có cả nhân NPU. Và khi mà nó cho chúng ta cái điện năng tiêu thụ thấp như thế thì cái nhiệt độ đưa ra cho là rất mát mẻ. Điển hình như là sau tất cả tựa game vừa rồi mình chơi thì nhiệt độ nó sẽ chỉ dao động trong ngưỡng khoảng độ 61 đến 62 độ C với hai con game eSports đầu tiên, và khoảng độ hơn 63 64 độ C với con game PUBG mà thôi. Nó mát như thế cơ mà anh em. Thì phải nói thật là với những cái phiên bản CPU HS8000 series này trên những cái con Ultrabook mỏng nhẹ là một bài toán quá hợp lý anh em ạ. Và chỉ cần cắt giảm đến bớt cái điện năng tiêu thụ thôi là nó cho chúng ta một cái mức hiệu năng vẫn phải nói là quá ngon trên một cái thân hình nhỏ gọn mỏng nhẹ, khả năng tiết kiệm pin, tối ưu pin tốt và khả năng tối ưu cả về nhiệt độ cũng rất là tốt, rất là ấn tượng ở trên chiếc laptop này nữa, đúng không nào anh em? Chưa kể thì nó đi cùng trong ta một cái màn hình OLED Full HD Plus 1920x1200 và có phủ màu 100% DCI-P3. Chính vì thế mà cái nhu cầu anh em nếu mà muốn sử dụng để kiểu chỉnh sửa hình ảnh 2D qua Photoshop, Lightroom, Illustrator nhá, con máy này vẫn có thể cân được cho anh em là rất tốt, đúng không nào? Hay kể cả anh em sử dụng vào để những cái ngành nghề như kiểu công nghệ thông tin, lập trình các thứ này, rõ ràng là
là cấu hình này là thoải mái cho anh em rồi. Anh em học về những ngành kiểu đồ họa, kỹ thuật các thứ như kiểu là AutoCAD thì con Ryzen 7 8845HS này cũng có thể đáp ứng tốt cho anh em nữa. Và cái quan trọng là cái việc chúng ta mang đi học lúc này nó sẽ rất là dễ chịu, rất là nhẹ nhàng anh em ạ. Pin thì cũng sẽ khá là trâu, đảm bảo đủ tốt cho chúng ta trong khoảng độ 7 đến 8 tiếng đồng hồ ở mức độ sáng màn hình trung bình. Con màn hình rất sáng, 400 nit, cho nên nếu mà anh em để mắc lên thì pin tụt rất nhanh. Thì anh em để khoảng độ 50% thôi thì nó sẽ cho chúng ta dự án trụ khá là trâu lên khoảng độ 7 đến 8 tiếng với tác vụ nhẹ nhàng anh em nhé. Hôm trước thì có một vài anh em cũng hỏi mình nữa là con này có chạy được Android Studio không, thì câu trả lời là có luôn nha anh em. Hiệu năng của nó vẫn có thể đáp ứng được là rất tốt để anh em có thể chạy giả lập. Và ngoài ra nữa thì nếu như mà anh em có thắc mắc là có edit được video 4K qua Premiere Pro không ấy, thì cá nhân mình nghĩ là vẫn sẽ là có, nhưng mà nó sẽ khá là căng thẳng, sẽ chỉ tối ưu nhất cho anh em edit qua DaVinci Resolve hoặc là CapCut. Đó, độ phân giải Full HD thì là tối ưu nhất, có lên 4K sẽ hơi chật vật một chút anh em nhé. Và đó là cái bài đánh giá nhanh của mình về hiệu năng của chiếc Lenovo IdeaPad Pro 5 phiên bản cấu hình AMD Ryzen 8000 series này. Đây là một trong những con CPU mình thấy nó rất xứng đáng lựa chọn trong năm 2024. Và nói thật là như vậy luôn. Về cái mức tiêu thụ điện năng khoảng 35W điện mà hiệu năng đưa ra chúng ta đến cái mức như thế thì phải nói là bây giờ nó là nắm chùm trong giới Ultrabook rồi đấy. Vậy anh em nghĩ sao về con laptop này, phiên bản cấu hình này? Đừng quên để lại cảm nghĩ của em bên dưới bình luận video này nhé. Và mình rất là recommend cho các bạn sinh viên có thể nên lựa chọn chiếc laptop này, là một con hàng chính hãng nữa, bảo hành 2 năm Lenovo Việt Nam nữa cơ anh em nhé. Và nếu anh em cảm thấy thích video này thì hãy ủng hộ cho Laptop World nhé. Và rất cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.